Hello, xin chào các bạn. Trước tiên là cái video này nó hơi bị nghiêng, nó thực sự là nghiêng đấy, chứ không phải là do các bạn nhìn nó bị làm sao đâu. Hiện tại mình đang ngồi ở công viên, bây giờ là 9 giờ sáng nhưng mà trời vẫn khá là âm u. Tuần sau thì trời sẽ mưa, có khi mưa cả tuần, vì vậy nên có thể tuần này là cái tuần cuối cùng các bạn có thể nhìn thấy lá vàng và lá đỏ ở đằng sau kia. Mình đang đặt cái máy quay phim ở trên một cái hòn đá và nó không có phẳng phiu lắm, chính vì vậy nên các bạn thấy là cái màn hình nó hoàn toàn bị nghiêng như thế này. Nhưng mà ánh sáng ngoài trời nói chung quay nó cũng tự nhiên hơn hẳn. Mình vừa ngủ dậy nên trông nó vẫn hơi thiếu sức sống một chút. Nhưng mà không sao. Hôm trước mình có xem một cái video của Giang ơi thì bạn ấy có khuyên, tức là đấy là cái video nói về khi bắt đầu mở một cái kênh YouTube thì các bạn nên làm gì, các bạn nên cần chuẩn bị gì. Thì một trong những lời khuyên bạn ấy đưa ra là nên ghi lại những cái mục đích của mình khi mình làm cái kênh YouTube đấy, để sau này nó giống như kiểu kim chỉ nam để biết là mình nên đi hướng nào và tạo ra cái nét đặc trưng cho kênh YouTube. Thì nếu bạn nào xem cái app đầu tiên của mình là Introduction ấy, thì lúc đầu khi mình định mở cái kênh YouTube này, mục đích chỉ hoàn toàn là kiểu rèn luyện bản thân. Tức là mình sẽ up lên các cái bài nói của mình để cho mình phát triển cái kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói trước công chúng và khả năng sử dụng tiếng Anh, kiểu như vậy. Nhưng mà sau đấy thì có rất nhiều bạn quan tâm, nhất là sau cái video mình chia sẻ với cả Hannah Lexus, nói chung là cũng dựa hơi em ý một chút. Thì có nhiều bạn quan tâm đến mình, thích nghe những cái câu chuyện của mình, thích nghe mình nói nhảm. Kiểu như vậy nên mình cũng muốn kiểu có một cái định hướng rõ ràng hơn và phát triển kênh YouTube này một cách nghiêm túc hơn một chút. Cái đấy là để tôn trọng các bạn thôi. Và mục đích lớn lao hơn của mình ấy là mình muốn viết một quyển sách. Thực sự thì cuộc đời của mình ấy nó có rất là nhiều chuyện và rất nhiều thứ xảy ra. Có rất nhiều quan điểm khác mọi người. Những cái gì mà mình đạt được hiện nay nó không phải có là quá là nhiều, nhưng mà so với cả cái điểm xuất phát ấy thì nó thực sự là một con đường dài và là cả một cái bước cố gắng rất là lớn đối với mình. Những gì mình có không phải là do bẩm sinh mà có, mình không phải là dạng sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi có tài năng này nọ này kia. Những cái gì mình đạt được đều là những thứ mà mình cố gắng phải giành giật và tích lũy trong cả cái quá trình sống. Và cuộc sống của mình nó có rất nhiều các biến động, rồi gặp rất là nhiều người, có những nhiều lỗi lầm, kiểu như vậy. Vì vậy nên mình rất là muốn là chia sẻ những cái câu chuyện của mình, nó nhỏ thôi nhưng mà đôi khi những cái câu chuyện nhỏ nó lại có thể thay đổi rất lớn đối với cả người khác. Vì vậy nên mình hy vọng là mình có thể chia sẻ cái cuộc sống của mình cho mọi người, để mọi người có cái suy nghĩ tích cực hơn, và dành cho các bạn, mà nhất là các bạn như mình ấy, tức là thấy hoàn toàn nhạt nhẽo, kiểu tính khí không gì đặc biệt, không cá tính, cũng không giỏi giang, nói chung là một cái người mà nếu mà đi đóng phim thì nếu mà nhân vật đấy được viết lên phim thì chắc là chỉ nhân vật phụ, không phải nhân vật chính ấy. Đấy, thì những cái người như vậy vẫn có thể sống tự tin, vui vẻ và đạt được những thành quả trong cuộc sống. Nhưng mà nếu mà mình muốn viết sách mà không ai biết mình là ai, sao mình cũng không có thành quả gì quá. Kiểu chẳng hãy ghi là du học sinh ở Mỹ, đạt học ở Mỹ, rồi sống và làm việc tại Mỹ. Cái trường hợp như thế rất là nhiều, có cả trăm bạn. Nói chung là mỗi năm chắc là có cả trăm bạn như mình. Thế nên nó cũng không có gì đặc biệt cả. Vì vậy nên hy vọng là khi mình phát triển được kênh YouTube này có một số lượng subscriber tương đối lớn, thì khi lúc mà mình viết quyển sách, xuất bản quyển sách thì cũng sẽ có nhiều người đón đọc. Đấy, đấy là một cái mục tiêu kiểu lâu dài của mình như vậy. Và như mình nói đấy, thì một trong những mục tiêu là mình muốn là mang đến những cái suy nghĩ tích cực cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ ở Việt Nam. Thực ra mình nghĩ là những kinh nghiệm của mình sẽ không giúp lắm, giúp nhiều lắm cho các bạn đang du học ở nước ngoài hay là đã có những thành công nhất định. Tại vì thường thì nếu các bạn đã giỏi rồi, tức là các bạn cũng đã phải trải qua rất là nhiều rồi, nên những cái câu chuyện nhỏ nhặt của mình hay là những cái suy nghĩ của mình nó cũng chả có gì lạ cả. Nhưng chủ yếu là mình giúp cho các bạn ở Việt Nam thôi, những cái bạn mà không có điều kiện để tiếp xúc với mọi thứ như kiểu các trung tâm học tiếng Anh tốt này, hay là học ở trong một môi trường tốt, rồi có một cái nguồn tiếp xúc được các nguồn thông tin chính thống, hay là có một ai hướng dẫn họ để tạo định hướng cho cuộc đời, kiểu như vậy. Thì mình hy vọng là những cái video của mình sẽ giúp các bạn một phần là định hướng hơn cho cuộc sống của bạn. Mình thì cũng không phải là kiểu gọi là người có tấm lòng nhân ái hay là kiểu hảo tâm đi giúp rất là nhiều người. Mình gần như rất là ít khi quyên tiền từ thiện, tại vì mình rất là nghèo. Mình chưa giàu đến mức mà để cho tiền người khác, mình vẫn còn chật vật từng đồng để sống hàng ngày, nên mình không có cho tiền người khác. Nhưng mà mình rất là muốn giúp mọi người, và mình rất tự hào là mình đã giúp được một số bạn mà như kiểu thực sự thay đổi cuộc đời các bạn ý, từ là gieo giấc mơ đi du học cho đến giúp đỡ các bạn ý để các bạn thể đi du học được như mình. Cái việc đi du học ý, nó chả phải là kiểu bạn du học nước ngoài xong về bạn sẽ kiếm rất nhiều tiền đâu, mà nó chỉ là đơn thuần là thay đổi cuộc sống. Tức là bạn khi bạn đi ra môi trường bên ngoài, sống một cuộc sống khác, gặp những cái người mà
có một hệ tư duy khác thì cái tư duy của bạn thay đổi, nó sẽ thoáng hơn, suy nghĩ được đa chiều hơn. Tức là mọi vật trong cuộc sống ấy thì nó có rất là nhiều mặt, các bạn biết ở đây nó nghe hơi bị sáo rỗng, như kiểu là một vật có hai mặt, mặt trắng và mặt đen, tùy xem là bạn nhìn theo chiều nào thì nó sẽ là như là đen hoặc là trắng đấy. Thì cái vấn đề cuộc sống nó cũng thế, bất kỳ chuyện gì nó cũng có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu, tùy xem bạn nhìn sang mặt tốt hay là mặt xấu. Và cách bạn đánh giá cái vấn đề nó ra sao. Cuộc sống của mình thì có rất nhiều những thứ mà nếu mà mình viết theo kiểu bi kịch ấy thì nó cũng sẽ rất là bi, nếu mình viết theo hài kịch thì nó cũng rất là hài, và nếu mà mình viết theo kiểu một cuộn truyện ngôn tình thì nó cũng thành ngôn tình được. Nó chỉ là tùy cách cái thái độ bạn thay đổi cuộc sống thôi. Vì thế nên cái YouTube của mình nó sẽ là cố gắng chỉ mang đến điều tích cực cho các bạn. Và tại sao mình vẫn nói tiếng Anh, mặc dù là mọi người cũng công nhận là mình nói tiếng Việt tốt hơn, và tiếng Anh của mình không có pro, mình nói sai rất nhiều kiểu ngôn ngữ rồi ngữ pháp rồi từ vựng, kể cả thậm chí cả phát âm. Tại vì nếu bạn muốn phát âm một từ nào chuẩn ý thì đơn giản thôi, bạn cứ đọc từ điển nhiều vào, nghe từ điển nhiều vào, giống như hồi trước mình bảo là mình chỉ cái Longman Dictionary, kiểu bạn đọc từ điển, bạn nghe người ta phát âm, nghe nhiều thì bạn sẽ đọc phát âm chuẩn thôi. Còn nếu mà bây giờ kiểu lâu lắm rồi mình không dùng từ điển nữa ý, thì có một số các từ mà mình không dùng thường xuyên, mình không nghe thường xuyên thì mình sẽ phát âm sai nhiều. Vậy thôi, đơn giản. Nói chung là nếu mà các bạn muốn học tiếng Anh thì không nên đến kênh của mình. Giống như một bạn nhận xét là rất là chuẩn xác, có rất nhiều người giỏi hơn, họ đến các kênh khác để họ học tiếng Anh. Nên các bạn đừng có học tiếng Anh theo mình nha. Học tiếng Anh theo mình là chết đấy. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục nói tiếng Anh. Lý do một là để mình phát triển bản thân của mình. Tại vì nếu mà mình chỉ nói tiếng Việt không ấy thì cái khả năng nói tiếng Việt của mình cũng tương đối tốt rồi, cái khả năng thuyết trình tiếng Việt của mình cũng gọi là ok, nhưng mà mình nói tiếng Anh vẫn rất là kém. Vì vậy nên mình cần phải thực tập. Thì cái việc mà mình luyện nói tiếng Anh như thế này cũng là cái cách để nói chung là tạo cái động lực của mình ấy, để mình sử dụng tiếng Anh nhiều hơn, cẩn thận khi nói tiếng Anh hơn. Và cái thứ hai là như lần trước cái video mình nói là nói tiếng Anh xong rồi mọi người kiểu speaker English learner hay có cái thói quen là nhìn người khác nói tiếng Anh xong soi xong xem thấy người ta nói xấu, nói chán ấy, thì mình thấy ha 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 mình nói hay hơn ấy. Đấy thì mình cũng thấy thế. Nếu mà một bạn nào đấy đang học tiếng Anh xong rồi thấy là ui giời, chị này nói cũng bình thường thôi mà chị cũng được học bổng du học rồi, cũng đang thế này thế nọ thế kia đấy, thì có khi các bạn vui hơn. Nói chung mình không quan trọng lắm là trong đầu các bạn ấy nghĩ gì, nhưng mà thực tế là có khi các bạn nghe mình nói tiếng Anh các bạn ấy lại thấy động lực hơn, các bạn lại thấy được cổ vũ hơn, tại vì thấy là tiếng Anh của các bạn hóa ra cũng chả tệ, kiểu như vậy. Tức là mình mang đến một cái tư duy tích cực hay là một cái cảm xúc tích cực cho người khác, đúng không? Thế thì kệ thôi, mình cứ nói thôi, đúng không? Mình không nghĩ là có bạn nào yêu thương mình đến mức mà nghe thấy mình nói tiếng Anh dở xong rồi buồn vì mình đâu. Nên nói chung là nếu mà mình nói tiếng Anh các bạn nghe thì chắc là các bạn chỉ thấy vui thôi chứ không thấy buồn gì hết. Còn nếu bạn nào mà nghe thấy giọng nói tiếng Anh mình khó chịu quá thì đơn giản tắt video đi thôi. Chứ còn như kiểu hôm trước xem cái video của Hannah Alexis nhắc đến kiểu Thảo Tâm với cả Đặng Trần Tùng ấy, mình bình thường mình cũng không hay xem những cái bạn tiếng Việt nói tiếng Anh, bạn người Việt nói tiếng Anh làm đâu. Thế là lúc đấy xem video ấy xong, thế mình lại lên mạng mình search, mình nghe Thảo Tâm. Mình hồi lâu lắm rồi mình nghe Thảo Tâm, từ cách đây khoảng mấy năm ấy, từ lúc em mình mới nổi thì thấy em này cũng giỏi, cũng bình thường, không gì đặc biệt. Nhưng mà sau hôm trước vừa xem lại những cái video mới nhất của em ý thì ôi, phải nói là ôi ngưỡng mộ vãi. Kiểu em ý nói rất là trôi chảy, em ấy nói rất là tự nhiên. Tức là mình nói đến cái khả năng kiểu presentation của em ấy, tức là communication của em ấy rất là tốt. Em ấy dùng từ rất là chuẩn, kể cả trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Tức là cái khả năng mà nắm bắt từ ngữ, tức là đấy thực sự là cái từ ngữ ở trong đầu em ấy, chứ không phải là kiểu từ mượn ấy, hay là chỉ đơn giản là từ mà em ấy đọc ấy. Đấy là những cái từ mà thực sự là em đã nail được. Đấy rồi giọng của em ấy rất tự nhiên, giọng thì ngọt ngào, không chó chó như Khánh Vy. Nói chung là mình và Hannah Alexis khá là đồng quan điểm với cái quan điểm là về cái nhận xét về giọng của Khánh Vy. Tức là bạn ấy giỏi tiếng Anh thôi, nhưng mà giọng bạn ấy nói tiếng Anh nghe nó hơi kiểu bị high pitch quá, nên nó nghe lâu nó hơi khó chịu. Tức là nó chỉ là kiểu personal preference thôi nhá, chứ không có ý là chê bai gì em ấy đâu. Nhưng mà giọng của Thảo Vân thì rất là ngọt ngào. Thảo Tâm thì rất là ngọt ngào, rất là dễ chịu, dễ thương. Rồi nói chung là nghe em nói tiếng Anh xong mình chả muốn nói tiếng Anh luôn. Kiểu có người nói hay như thế rồi, với quái gì mình phải nói nữa. Đấy thì cũng tương tự thôi. Nếu mà các bạn mà mới học tiếng Anh ấy, xong rồi đi nghe những tiếng Anh từ những người mà cực kỳ khủng khiếp, hay là nói từ dân bản địa ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó có một sự khập khiễng quá lớn. Xong đôi khi thì có thể làm cho các bạn thấy nản lòng, ôi người bao giờ mình mới có thể nói tốt được cho như người ta, đúng không?
Thế nên mình sẽ ở cái mức tầm trung trung thôi, kiểu cái mức mà các bạn rất dễ có thể đạt được. Thực sự thì các bạn chỉ cần nói như mình đấy, cũng chẳng cần nói hơn đâu. Xin lỗi nhá, xin lỗi, mình rút lại câu đấy. Nhưng mà từ từ cái ngày mà mình sang du học ấy, kể cả hồi mình sang Ý, lúc đấy tiếng Anh của mình không được tốt lắm, vẫn kiểu gần như không nói được nhiều ấy đấy, nhưng mà chưa giờ tiếng Anh, từ lúc mình đặt chân ra nước ngoài, chưa giờ tiếng Anh là cái làm cản trở bất kỳ việc gì trong việc học tập rồi phát triển sự nghiệp các thứ của mình hết. Tức là mình vẫn học rất là tốt, kể cả cái kỳ đầu sang Ý, khi mà mình nghe giả như vịt nghe sấm, điểm của mình vẫn 30 trên 30, gần như 30 trên 30 ở kỳ đầu rồi. Công việc vẫn làm tốt rồi. Nói chung là tiếng Anh nó không phải là rào cản một chút nào cả. Mặc dù là mình không có giỏi, quá giỏi tiếng Anh, nhưng mà nó không phải là cái gì mà mình cần phải bận tâm. Chẳng qua là thì nếu mà khi mà mình tiếp tục phát triển tiếng Anh của mình và rất là giỏi, thì cái career track của mình nó sẽ open hơn. Tức là nếu như bây giờ mình tiếp tục làm các công việc của mình ấy, thì hoàn toàn tiếng Anh chỉ cần là cái level đấy thôi. Nhưng mà nếu như mình muốn chẳng hạn đi dạy người khác, hay là như hôm trước mình nói là mình muốn vào Harvard, thì thực sự thì cái tiếng Anh của mình cần phải cao hơn nữa. Đó, thì nếu mà tiếng Anh của bạn càng tốt thì con đường tương lai của bạn càng rộng mở. Tức là nó không phải là nói về độ là bạn có thể đi cao lên, mà nói về độ là bạn có thể sang ngang, tức là bạn có thể nhảy sang bên này bên nọ. Thay vì việc đi làm kỹ thuật, bạn có thể ra đi làm sale. Giống như một ông công ty mình vẽ kỹ thuật làm khoảng 10 năm chán quá, ông ấy đi làm sale cho công ty bán urban furniture kiểu như vậy. Tức là khả năng nói và thuyết trình của ông ấy rất là tốt. Thì tương tự cũng vậy, khi mà bạn tiếng Anh của bạn rất là tốt thì bạn sẽ kiểu có rất nhiều là nhiều hướng đi. Và ok, bây giờ quay lại một cái rất là ngắn thôi. Mình không muốn kiểu nói về người khác mấy, nhưng mà trước khi mà lúc mà quyết định mà làm một cái vlog mà nghiêm túc một chút ý, thì mình có tham khảo một số các bạn làm các kênh channel kiểu từ thời xưa ấy, thì mình chỉ có một số muốn chia sẻ một số cái suy nghĩ của mình về về các bạn đấy. Nó giống như kiểu tám chuyện thôi, nhưng mà các bạn đừng có mách lẻo nhá, mình không có nói xấu ai hết. Đầu tiên là JV, mình rất là thích JV, tức là thích cái kênh JV hồi xưa ấy nhá. Chứ còn bây như kiểu bây giờ JV kiểu thay đổi con người khác thì mình chả biết mình có thích hay không, tức là không có ấn tượng lắm, tức là cũng kiểu hoàn toàn bình thường. Nhưng mà JV hồi xưa mình rất là thích cái kênh đấy, tại vì kiểu nó hài hước, xem nó vui vui. Mình rất ít khi cười, mình xem comedy gần như là mình không bao giờ cười luôn, nhưng mà xem JV thì mình có cười đấy. Thế nên mình rất là appreciate các cái kênh mà nó có thể làm cho mình cười, thì JV là một trong những kênh như thế. Rất là tiếc là bây giờ JV thay đổi phong cách, nhưng chắc là mình cũng không thích JV nữa. Cái thứ hai là bạn Giang ơi. Giang ơi thì mình cũng có xem một số vài đi video ấy, thì công nhận là các cái bạn ấy làm rất là chuyên nghiệp. Tất nhiên là cái thời gian đầu thì bạn ý cũng không phải quá chuyên nghiệp, nhưng mà tại vì bạn có kinh nghiệm là lâu năm rồi, với cả bạn cũng học về thời trang rồi marketing, tức là những cái gì mà bạn đang làm đang là chuyên ngành của bạn ý, nên bạn làm rất là tốt. Bạn ý nói thông tin cũng rất là bổ ích, nhưng mà không phải là tất cả các video đều bổ ích cho mình, tại vì đa phần là bạn chia sẻ các cuộc sống hàng ngày của bạn ấy ở nước ngoài, rồi những cái tip về công việc này nọ này kia, thì đa phần các cái nội dung nó không không thực sự bổ ích cho mình lắm. Tức là nó là những cái mà mình đã từng biết rồi, hoặc là nó không giúp ích nhiều, vì vậy nên mình không xem kênh của Giang ơi mấy, mình chỉ xem khoảng vài video thôi, còn sau đấy thì mình không xem được nữa, tại vì nó không giúp nhiều. Tức là những cái mà bạn chia sẻ thì dễ dàng có thể đọc ở trên một cái trang báo, hay là một cái kênh nào khác, hay là trên Facebook cũng rất nhiều. Mình thấy kiểu Giang ơi không có chèn nhiều các cái chi tiết kiểu để nổi bật cái cá nhân ấy, tức là bạn ấy không nói nhiều về cái tôi của bạn. Trong khi đó Hanalytics thì nói rất là nhiều về cái quan điểm cá nhân và suy nghĩ của Hana. Còn Giang ơi thì có vẻ là vì bạn học về marketing, về bạn học về công chúng nhiều, nên bạn ấy hơi kiểu giữ lời, tức là cẩn thận trong lời nói một chút. Tức là mỗi lời nói khi mà bạn ấy nói ra, rồi khi bạn các cái thông tin bạn chia sẻ thì thường nó khá là chuẩn chỉnh và dè dặt, tức là kiểu không kiểu đá thúng đụng nia rồi cà khịa ai, hay là làm cho ai khó chịu ấy. Nhưng mà chính vì thế nên nó làm mình không xem lâu, tức là mình thấy nó hơi 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 nhàm một chút. Đấy là với mình thôi nhá, nó giống như kiểu mình không thích xem phim hài, mình thích xem phim thriller ấy, kiểu như vậy thôi. Chứ nó không phải là chê là nội dung nhàm chán đâu, tại vì nó vẫn rất là có ích cho với những một số các đối tượng khác. Còn đối với mình thì mình chỉ thấy một số vài video mình có ích thôi, với cả có một cái kiểu yếu tố nó hơi buồn cười một tí là tại vì mình không biết trang điểm, mình trang điểm xấu, nên thành ra là nhìn kiểu ai mà lúc nào cũng trang điểm nhiều quá ấy, mình kiểu thấy nó nhìn nó không quen mắt thôi. Thế nên thành ra xem phim video của Giang ơi thì mình chỉ nghe đó tiếng chứ mình không xem hình, tại vì kiểu bạn ấy trang điểm đậm quá này nọ này kia, lần nào lên trang điểm bạn ấy cũng rất là chi tiết, thế là thành ra mình cũng không thích nhìn lắm.
Và hoàn toàn đây là hoàn toàn chỉ là cái sở thích cá nhân của mình, chứ không phải chê bạn đâu nhá. Bạn ý là người công chúng thì dĩ nhiên là lên trên mạng, bạn ấy không không phải ai để được mặt mộc thế. À, bây giờ nhắc đến Hana, mình cũng khá là thích Hana, tại vì Hana tính thẳng thắn, chia sẻ nhiều cái quan điểm cá nhân của em ý vừa chê lên trên YouTube, và rất nhiều cái quan điểm của Hana thì mình cũng đồng tình, không phải 100%, mà mình, các bạn nghĩ là có thể là mình biết Hana, mình kiểu là bạn của Hana, nhưng thực ra không phải, mình chỉ quen, gọi là có quen thôi. Tại mình trước mình tham gia cái group của Hana, sau đó mình bảo là mình muốn chia sẻ cái một số cái thông tin như thế, thế Hana đến gặp mình, tức là bọn mình hoàn toàn là kiểu chỉ là quen trên mạng, quen sơ sơ chứ không phải là bạn bè gì đâu. Thì khi mà gặp em ý ngoài đời thì mình lại thấy nó hơi khác ở trên YouTube một chút. Tức là trên YouTube thì có vẻ bạn ấy là một người rất là cởi mở, kiểu thoải mái đầu óc, nhưng thực ra Hana là một người khá là introvert. Tức là cái introvert và chả biết có phải introvert đâu, chắc là mình không chắc là từ đấy có chuẩn hay không, nhưng mà đại loại là hướng nội và hướng ngoại ấy. Thì nhìn thì trông có vẻ là một người hướng ngoại, nhưng thực ra là tính cách lại khá là hướng nội. Thì mình là con người hướng ngoại hoàn toàn, vì thế nên mình nghĩ là về nếu mà là kiểu làm bạn lâu dài ấy, thì chắc là không hợp nhau về cách chơi lắm, nhưng mà mình vẫn ủng hộ Hana, tại vì mình khá là thích cái cách mà em ý nói trên YouTube, cái quan điểm mà em ý chia sẻ rất là hợp với cả quan điểm của mình. Đấy là những cái một số bạn mà mình hay theo dõi đấy. Ngày ra hồi xưa mình thích Michelle Phan, nhưng mà bây giờ thì mình cũng không thích làm nữa, tại vì cứ cái gì nó kiểu trông professional quá thì mình không thích ấy. Tức là mình thích những cái mà họ chia sẻ về cá nhân họ hơn, tức là mình thích tìm hiểu về cái cá nhân người đấy hơn là một cái gì đó nó quá là commercial và chung đại loại như vậy. Đấy, hôm nay sáng thứ bảy đẹp trời, nắng bắt đầu lên, mình tâm sự với các bạn một tí xíu thế thôi. Hãy chờ xem một thời gian nữa khi mà mình có rất nhiều. À, còn một điều nữa là mình thấy có một cái hay là khi mà mình có số lượng theo dõi cũng tương đối ít, khoảng tầm 5.000 đến nay thôi, nhưng mà mình có đủ thời gian để có thể trả lời kiểu comment các bạn, để xem các cái comment của các bạn rồi tương tác lại ấy, thì mình cũng thấy khá là vui. Tại vì đây là những cái người bạn kiểu mình qua nhiều qua comment nhiều lần ấy, thì mình mường tượng là bạn này có tính cách như này, mình nhớ ấy nhá, chứ không phải không nhớ đâu, mình cũng thù dai phết đấy. Đấy, thế nhưng mà khi mà nếu mà số lượng của mình quá lớn như kiểu Hana có 200.000, 300.000 hay như kiểu Giang ơi gần 1 triệu thế đấy á, thì chắc là mình không thể nào tương tác liên tục với các bạn được. Nên mình cũng chả biết là mình muốn cái YouTube của mình phát triển nhiều hay là không nữa. Đấy, nhưng mà chỉ muốn nói với các bạn là thực sự mình có quan tâm và mình có đọc các comment của các bạn. Có thể là đôi khi lúc mình đọc ấy, mình đang bận làm một cái gì đó nên mình quên không trả lời lại, hay là mình không ấn like, không ấn lớp, nhưng mà thường là đa phần là mình sẽ ấn like cho các bạn. Mình chỉ là không có thói quen ấn lớp thôi, mình không hiểu sao lại lại là vậy, nhưng mà đa phần là mình có xem đấy, nên mình đọc hết tất cả comment chứ không phải không đâu nha. Thế nên các bạn nói gì thì cứ comment thoải mái. Vậy thôi, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và cảm ơn các bạn đã yêu quý kênh của mình. Bye bye.